Philippines vừa mới khánh thành một siêu tổ hợp sòng bạc trên vịnh Manila với 6 tòa tháp lớn bằng vàng bao quanh một mái vòm khổng lồ hình quả trứng. Manila kỳ vọng rằng tổ hợp này sẽ thu hút được khách du lịch giàu có trong nước cũng như tại các quốc gia Đông Nam Á và biến nơi đây thành một Macau thứ hai. Tổ hợp sòng bài thành phố của những giấc mơ là liên doanh giữa doanh nhân giàu nhất Philippines Henry C, tỷ phú Australia Jay Parker và Laurangho, con trai của chùm sòng bạc tại Macau. Philippines là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới và chúng tôi nhận thấy nhu cầu về sòng bạc tại đây gia tăng nhanh chóng. Ông Ho cũng cho biết chi phí xây dựng một tổ hợp casino này rất lớn bởi chính phủ Philippines yêu cầu các nhà đầu tư phải cam kết dành ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng sòng bạc trong khu vực vịnh Manila. Được biết, việc xây dựng tổ hợp sòng bạc này dựa trên ý tưởng của hai bộ phim Hollywood là Casino, Sòng Bạc và Ocean Eleven, 11 tên cướp thế kỷ. Tổ hợp sòng bạc có diện tích 6,2 hectare này là siêu tổ hợp sòng bạc thứ hai được xây dựng trên vịnh Manila